Quân sĩ đâu? Hãy giam cổ thạch xiên vào ngục tối để xác ngày mai đưa về móc cổ. Không, em không về, em ở với anh, em không về móc cổ. Em ở với anh thì thằng thanh châu giang này sẽ chết mất. Thì xin tiểu thơ hãy về lại với quê hương. Ở lại đây càng thêm khổ, tôi không còn phải
yêu anh thì không bao giờ có tội. Nhưng anh muốn nói với em là từ bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn coi chừng té em ơi. Chào em nhá, quay chưa bao giờ biết sợ bỗng nhiên lạnh cả tâm hồn. Oh,